Đài truyền hình Lebanon chiếu lại cảnh đánh bom ở thủ đô Beirut. Tính từ Beirut, ngay sau tiếng nổ dữ dội là sự im lặng và mảnh vụn bốc cháy. Hình ảnh đài truyền hình địa phương thu được ngay sau vụ đánh bom cho thấy mảnh vụn nằm khắp nơi tại hiện trường, không khí trong quận thương mại và khách sạn của thủ đô Beirut đầy khói đen. Trong lúc những người đàn ông cố gắng dập tắt ngọn lửa của một chiếc xe đang cháy, một xác chết nằm bên lề đường và một xác khác nằm ở giữa đường. Vài giây sau đó, nhiều người chạy tới hiện trường kêu la giúp đỡ trong tiếng còi xe kéo dài. Cựu Bộ trưởng Mohamed Chata chống Tổng thống Bashar al-Assad đã chết trong vụ đánh bom và những đồng minh chính trị của ông ta cho rằng vụ ám sát này do Hezbollah thực hiện. Vụ đánh bom sáng nay làm 6 người chết, đưa Lebanon đi sâu thêm vào con đường chia rẽ giữa người Shia và Sunni. Cựu Thủ tướng Saad al-Hariri lên án Hezbollah ám sát ông Chata và nói rằng đây là lời nhắn nhủ của chủ nghĩa khủng bố. Vụ ám sát ông ta xảy ra trong lúc chỉ còn 3 tuần, tòa án hình sự quốc tế Hét sẽ mở phiên tòa xét xử 5 nghi can Hezbollah đã liên hệ trong vụ đánh bom ám sát thủ tướng Rafid al-Hariri trong năm 2005. Ông ta là người thường công khai lên án Hezbollah. Ông Chota không có lực lượng chính trị riêng, nhưng kinh nghiệm quốc tế, ngoại giao và phân tích làm cho ông ta trở thành cố vấn rất quan trọng của cựu thủ tướng Saad al-Hariri. Là một nhà kinh tế và ngoại giao, ông Sada đã làm việc cho Quỹ tiền tệ quốc tế, làm đại sứ Lebanon tại Hoa Kỳ và làm bộ trưởng tài chính từ tháng 7 năm 2008 tới tháng 11 năm 2009. Ông Sada đã bị đánh bom trong lúc tới trụ sở của cựu thủ tướng Hariri để họp.